Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay siêu thị thiết bị vệ sinh Cbic của chúng tôi xin phép được review về sản phẩm vòi trộn nóng lạnh hai chân LFV211S của Inox. Đây là một trong số những sản phẩm bán chạy nhất trong thời gian vừa qua, được nhiều khách hàng lựa chọn. Chỉ trong tháng 8 thôi, chúng tôi đã cung cấp 204 sản phẩm LFV211S cho 68 vị khách hàng lẻ. Mẫu vòi này có giá thành tương đối là rẻ, được làm bằng chất liệu là đồng mạ chrome sáng bóng nên việc vệ sinh cũng rất dễ dàng, không mất nhiều thời gian của quý vị. Nếu có vết bẩn như là dấu vân tay như thế này chẳng hạn, thì quý vị chỉ cần sử dụng một chiếc khăn ẩm lau đi là vết bẩn này sẽ biến mất. Còn nếu trong quá trình sử dụng cặn canxi do nước đọng lại nhiều, chúng ta có thể sử dụng khăn mềm thấm với chanh hoặc các chất clean chuyên dụng để vệ sinh, sản phẩm sẽ trở lại sáng bóng bình thường. Tuy nhiên, có một lưu ý nho nhỏ là quý vị không nên sử dụng các chất tẩy rửa có tính axit mạnh như nước tẩy rửa bàn cờ để dùng cho vòi, thì sẽ khiến lớp mạ chrome bị ăn mòn và bong chóc. Và đây ạ, đây chính là phần tay gật gù của vòi. Tay điều chỉnh sẽ giúp chúng ta mở nước và lựa chọn sử dụng nước bên nóng hay bên lạnh. Như quý vị có thể thấy, bên trên vòi trộn này có hai biểu tượng màu xanh và màu đỏ. Màu đỏ là nước bên nóng, màu xanh là bên lạnh. Quý vị có thể điều chỉnh để sử dụng theo nhu cầu của bản thân mình. Sản phẩm vòi trộn LFV211S này hiện tại đang được bảo hành 2 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Tem của hàng chính hãng cũng được dán luôn ở trên sản phẩm. Nếu nhắn mã lên số của tổng đài thì quý vị sẽ được kích hoạt thêm 1 năm bảo hành sản phẩm ạ. Sản phẩm vòi trộn này được kết cấu hai chân nên việc kết hợp với trộn 3 lỗ sẽ giúp sản phẩm chắc chắn hơn trong quá trình sử dụng. Đầu vòi trộn được trang bị một lớp nhựa với các lỗ nhỏ giúp tạo bọt để nguồn nước chảy ra êm ái, nhẹ nhàng, vừa tiết kiệm nước lại mang lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Vòi trộn này đã đi kèm với đầu chặn nước và điều chỉnh xả thải ở phía sau vòi này nên quý vị cũng không hề lo sợ việc đã chạm phải nước đã qua sử dụng. Sản phẩm LFV211S này hiện tại đang được trưng bày tại hai showroom 172 Phạm Văn Đồng Cầu Giấy Hà Nội và 391 Nguyễn Xiển Thanh Xuân Hà Nội. Quý khách cũng có thể đặt hàng trực tuyến trên website của chúng tôi thiết bị vệ sinh inox.vn hoặc liên hệ ngay với số hotline của chúng tôi 1900 636 798. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.